Hai, phẩm đế thích. Bấy giờ trời đế thích cùng bốn vạn thiên tử ở cõi trời thứ 33 đồng đến cầu hội. Bốn thiên vương hộ đời cùng hai vạn thiên tử trời tứ đại thiên vương đồng đến cầu hội. Đại phạm thiên vương chủ cõi sách hà cùng một vạn phạm chúng đồng đến cầu hội. Như vậy cho đến trời ngũ tịnh cư đều cùng vô lượng trăm ngàn thiên tử đồng đến cầu hội. Các thiên chúng này tịnh nghiệp cảm được dị thục ánh sáng nơi thân, tuy có thể chiếu soi nhưng vì oai lực ánh sáng nơi thân của Như Lai nên không thấy ánh sáng của họ. Khi ấy trời đế thích thừa thiện hiện, này có vô lượng thiên chúng trong tam thiên đại thiên thế giới đồng đến cơ hội, muốn nghe đại đức giảng thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa sâu xa, dạy bảo giáo giới các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa mau được rốt ráo, cúi xin đại đức thương xót chỉ dạy. Các đại bồ tát làm sao trụ vào bát nhã ba la mật đa, các đại bồ tát làm sao học được bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ thiện hiện bảo trời đế thích, ta nhờ sức oai thần của Phật thuận theo ý Như Lai giảng thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa sâu xa cho chúng đại bồ tát. Như vậy chúng đại bồ tát có thể ở trong ấy nên trụ như vậy, nên học như vậy, thiên chúng các ông đều nên lắng nghe chú tâm suy nghĩ kỹ. Này Kiều Thi Ca, chúng trời các ông, người chưa phát tâm vô thượng bồ đề, nay nên phát tâm. Những người đã nhập chánh tánh ly sanh của thanh văn độc giác, không có thể phát tâm bồ đề nữa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì những người kia đã từ lâu bị ngăn cách trong vòng sanh tử, nên trong ấy nếu có người có thể phát được tâm vô thượng bồ đề, thì tôi cũng tùy hỷ. Vì sao? Vì có các thắng nhân, nên cầu thắng pháp. Tôi chắc chắn chẳng bị trở ngại sự thắng thiện của họ. Bấy giờ Thế Tôn khen thiện hiện, hay thay, hay thay, này ông đã giảng thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa sâu xa cho chúng đại bồ tát, cũng có thể khuyên bảo các đại bồ tát làm cho họ vui mừng siêng năng tu bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con đã biết ơn như thế, lẽ nào không đền trả? Vì sao? Vì chư Phật và các đệ tử đời quá khứ đã giảng thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cho chúng đại bồ tát, dạy bảo giáo giới, nhiếp thọ hộ trì. Bây giờ Thế Tôn cũng ở trong ấy học phạm hạnh thanh tịnh, nay chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển pháp luân vi diệu làm lợi ích cho chúng con. Nay, ngày nay, con theo lời Phật dạy, giảng thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cho chúng đại bồ tát, dạy bảo giáo giới giúp đỡ hộ trì, làm cho siêng năng tu học phạm hạnh thanh tịnh mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận cùng đời vị lai, đó gọi là đền trả ơn đức chư Phật. Cụ thọ thiện hiện bảo đế thích, ông hỏi các đại bồ tát làm sao nên trụ nên học bát nhã ba la mật đa ấy. Hãy lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói về các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên học tướng như vậy, nên trụ tướng như vậy. Này Kiều Thi Ca, các đại bồ tát mặc áo giáp đại công đức nên đem tướng không an trụ vào bát nhã ba la mật đa, không nên trụ sắc, không nên trụ thọ tưởng hành thức, không nên trụ vào quả dự lưu, không nên trụ vào quả nhất lai bất hoàn a la hán, không nên trụ độc giác bồ đề, không nên trụ vào quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không nên trụ đây là sắc, không nên trụ đây là thọ tưởng hình thức, không nên trụ đây là quả dự lưu, không nên trụ đây là quả nhất lai bất hoàn a la hán, không nên trụ đây là độc giác bồ đề, không nên trụ đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không nên trụ sắc hoặc thường hoặc vô thường, không nên trụ thọ tưởng hình thức hoặc thường hoặc vô thường, không nên trụ sắc hoặc vui hoặc khổ, không nên trụ thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ, không nên trụ sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên trụ thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên trụ sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên trụ thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên trụ sắc hoặc không hoặc chẳng không, không nên trụ thọ tưởng hành thức hoặc không hoặc chẳng không, không nên trụ vào quả dự lưu hoặc vô vi hiển lộ, không nên trụ vào quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc vô vi hiển lộ, không nên trụ vào quả độc giác bồ đề hoặc vô vi hiển lộ, không nên trụ vào quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc vô vi hiển lộ, không nên trụ vào quả dự lưu là chân ruộng phước đáng thọ sự cúng dường,
không nên trụ vào quả dự lưu, còn 7 lần sanh trở lại mới vào Niết Bàn. Không nên trụ vào quả Nhất Lai là chân ruộng phước đáng thọ sự cúng dường. Không nên trụ vào quả Nhất Lai chưa được rốt ráo, còn một lần sanh trở lại chịu khổ biên tế. Không nên trụ vào quả Bất Hoàn là chân ruộng phước đáng thọ sự cúng dường. Không nên trụ vào quả Bất Hoàn sau khi diệt độ chẳng còn sanh trở lại. Không nên trụ vào quả A-la-hán là chân ruộng phước đáng thọ sự cúng dường. Không nên trụ vào quả A-la-hán nhất định đời này nhập vào vô dư Niết Bàn. Không nên trụ quả Độc Giác là chân ruộng phước đáng thọ sự cúng dường. Không nên trụ quả Độc Giác vượt hơn địa vị Thanh Văn, chẳng đến địa vị Phật mà nhập Niết Bàn. Không nên trụ quả Phật là chân ruộng phước đáng thọ sự cúng dường. Không nên trụ quả Phật vượt qua địa vị phàm phu, vượt qua địa vị Thanh Văn, vượt qua địa vị Độc Giác, vượt qua địa vị Bồ Tát. An trụ vào địa vị Phật làm lợi ích an vui cho vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, được nhập vào cảnh giới vô dư bát niết bàn. Không nên trụ quả Phật độ thoát vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, đối với tam thừa đều được nhất định, làm các Phật sự như vậy rồi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Khi ấy xá lợi tử suy nghĩ, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã mà làm mật đa sâu xa thì không nên trụ vào quả Phật. An trụ quả Phật làm lợi ích an vui cho vô lượng vô số vô biên hữu tình, được nhập vào cảnh giới vô dư bát niết bàn. Không nên trụ quả Phật độ thoát vô lượng vô biên hữu tình, đối với tam thừa đều được nhất định, làm các Phật sự như vậy rồi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Cũng không nên trụ vào các pháp khác, chúng đại Bồ Tát này phải trụ ở đâu? Cụ thọ thiện hiện nhờ oai thần của Phật biết tâm niệm của xá lợi tử liền bảo: ý tôn giả thế nào, tâm của các đức Như Lai nên an chỗ nào? Khi đó xá lợi tử bảo thiện hiện: tâm của các đức Như Lai đều không chỗ trụ. Vì sao? Vì tâm không chỗ trụ nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nghĩa là không trụ cõi hữu vi, cũng không trụ cõi vô vi, cũng chẳng phải không trụ cõi hữu vi vô vi. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo xá lợi tử: các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng là như vậy, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả pháp tâm không chỗ trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác lấy vô sở đắc làm phương tiện nên trụ như vậy, nên học như vậy. Bấy giờ trong chúng có các thiên tử suy nghĩ như cầu thần chú hút, các lời nói khác nhau của những dược xoa tuy là ẩn mật kín đáo nhưng chúng ta còn có thể hiểu được. Đại đức thiện hiện đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy đã dùng nhiều lời lẽ để chỉ rõ nhưng tất cả chúng ta vẫn không thể hiểu được gì cả. Cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của các thiên tử liền bảo: này các thiên tử, những lời tôi nói các ông không hiểu được sao? Các thiên tử thưa: đúng vậy, đúng vậy. Đại đức đã nói ý nghĩa của bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với chúng tôi đều không hiểu được gì cả. Cụ thọ thiện hiện bảo: ta đã từng đối với ý nghĩa tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này không nói không chỉ bày, các ông không nghe thì hiểu cái gì? Vì sao? Này các thiên tử, vì trong ý nghĩa tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa đều lìa văn tự lại nói. Khi ấy các thiên tử lại nghĩ, đại đức thiện hiện ở trong nghĩa bát nhã ba la mật đa sâu xa này tuy lại đem các thứ phương tiện để nói rõ, muốn làm cho dễ hiểu, nhưng nghĩa lý ấy lại càng quá sâu xa, lại quá vi tế, khó có thể so lường. Cụ thọ thiện hiện biết tâm của các thiên tử liền bảo: thiên tử nên biết sắc không sâu xa, không vi tế, thọ tưởng hành thức không sâu xa, không vi tế, quả dự lưu không sâu xa, không vi tế, quả Nhất Lai Bất Hoàn A-la-hán không sâu xa, không vi tế, độc giác Bồ Đề không sâu xa, không vi tế, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không sâu xa, không vi tế. Vì sao? Này các thiên tử, vì tất cả pháp sâu xa vi tế, người nói người nghe đều bất khả đắc, bởi vậy các ông đối với pháp đã nói nên tu hạnh nhẫn bền chắc. Thiên tử nên biết, những người nào muốn chứng muốn trụ quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-la-hán độc giác Bồ Đề, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cần phải nương vào sự nhẫn này mới có thể chứng trụ được. Khi đó các thiên tử suy nghĩ, đại đức thiện hiện muốn vì hữu tình nào thuyết những pháp nào? Cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của các thiên tử liền bảo: thiên tử nên biết, nay tôi muốn vì hữu tình như huyễn, như hóa, như mộng,
cũng lại rằng thuyết pháp như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Này các thiên tử, như vậy người nghe pháp đã được nói, không nghe, không hiểu, không chỗ tu chứng. Khi ấy các thiên tử hỏi Thiện Hiện, người nói, người nghe và pháp được nói ra đều như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, hữu tình như huyễn, vì người như huyễn, nói pháp như huyễn. Hữu tình như hóa, vì người như hóa, nói pháp như hóa. Hữu tình như mộng, vì người như mộng, nói pháp như mộng. Tất cả hữu tình và tất cả pháp đều như cảnh huyễn hóa như mộng, vì tất cả pháp, tất cả hữu tình cũng huyễn hóa, cũng như mộng, không hai, không khác. Thiên tử nên biết những bậc dự lưu và quả dự lưu, hoặc bậc nhất lai và quả nhất lai, hoặc bậc bất hoàn và quả bất hoàn, hoặc A-la-hán và quả A-la-hán, hoặc các độc giác và độc giác bồ đề, hoặc chư như lai ứng chánh đẳng giác và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đều như cảnh huyễn hóa như mộng. Khi ấy các thiên tử hỏi Thiện Hiện, lẽ nào chư như lai ứng chánh đẳng giác và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng như huyễn hóa như mộng đã thấy sao? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, cho đến Niết Bàn ta cũng nói là như huyễn hóa như mộng đã thấy. Khi ấy các thiên tử hỏi Thiện Hiện, không lẽ Niết Bàn cũng như huyễn hóa như mộng đã thấy sao? Thiện Hiện đáp, giả sử lại có pháp nào hơn Niết Bàn, tôi cũng nói là như huyễn hóa như mộng đã thấy. Vì sao? Vì cảnh huyễn hóa như mộng cùng tất cả pháp, cho đến Niết Bàn không hai không khác, đều bất khả đắc, bất khả thuyết.